Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội. Hưng Yên tiếp nhận 18 dự án mới và đầu tư tại các khu công nghiệp. Cần đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500 kV. Cháy do chập điện tại chung cư PH, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, tổng dư nợ đạt trên 4.200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 năm 2024, toàn chi nhánh đã giúp trên 6.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 1.800 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 1.600 lao động, giúp hơn 1.650 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ xây dựng cải tạo gần 6.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình về huy động nguồn vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm việc bình xét cho vay đúng đối tượng, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về tín dụng chính sách, về gương điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách. Ngày 4 tháng 4, chi bộ thôn Bùi Bồng, Đảng bộ xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã đến dự. Chi bộ thôn Bùi Bồng hiện có 32 đảng viên. Trong tháng 3, chi ủy chi bộ thôn Bùi Bồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn. Các đảng viên chi bộ đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4. Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt cùng những ý kiến đóng góp thẳng thắn, mang tính xây dựng của các đảng viên. Trong thời gian tới, chi bộ thôn nắm bắt kịp thời tư tưởng của đảng viên và nhu cầu nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề, quan tâm phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trong khu dân cư. Trong quý 1 năm nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận 18 dự án mới và đầu tư với vốn đầu tư đăng ký gần 240 triệu đô la Mỹ và gần 3.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp quý 1 tương đương khoảng 412 triệu đô la Mỹ. Kết quả thu hút này gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 41% kế hoạch cả năm 2024 là 1 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh tăng trên 15 triệu đô la Mỹ. Trong các khu công nghiệp có thêm 9 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số 462 dự án. Trong đó có 260 dự án FDI và 202 dự án DDI, chiếm 80% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý 1 đạt 4.660 tỷ đồng, bằng 166% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của các dự án hạ tầng khu công nghiệp là 30 triệu đô la Mỹ và 300 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 110 triệu đô la Mỹ và 860 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia, thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp và tu bổ cấp thiết năm 2024. 8 di tích cấp quốc gia được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tu bổ năm 2024, gồm đền Bảo Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, đền Đại Quan, xã Đại Hưng, huyện Quế Châu, đền Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, chùa Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, chùa Pháp Vân, xã Lạc Đạo, chùa Hòa Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đình Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, đình Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Những di tích này có giá trị về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật kiến trúc, song do thời gian mưa nắng nên nhiều hạng mục của di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc tu bổ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết năm 2024 đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch của nhiều địa phương. Nhận thấy tiềm năng không chỉ đến từ phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy bảo tồn và phát triển di sản, nhiều địa phương và các cơ sở tâm linh dần chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ loại hình du lịch này. Chùa Đống Cao ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ gây ấn tượng từ xa bởi những tòa đại bảo tháp có kiến trúc hình chóp cao 13 tầng. Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính bậc nhất của Hưng Yên, được thành lập cách đây hơn 350 năm từ thời Lê Trung Hưng. Chùa Đống Cao mang vẻ đẹp thanh tịnh thuần Phật giáo với những kiến trúc đậm chất Việt. Nhân dân địa phương và các Phật tử du khách thập phương thường đến chùa Đống Cao chiêm bái lễ Phật để tìm lại cảm giác tĩnh tại, an nhiên. Hưng Yên mình không có núi, cũng không có biển. Vì vậy, một ngôi chùa được hình thành theo cái nền tảng ba cái ngôi tòa bảo tháp ấy là một cái điểm nhấn. Và có những đoàn thì năm nào họ cũng đến ấy. Họ đến họ cảm nhận và cũng mong cái năng lượng mà an lạc các thường. Nhiều du khách đến tham quan bảo công nhận khu du lịch này quá là tuyệt vời, quá là đẹp. Nên là những Phật tử ở đây cũng rất là tự hào. Tọa lạc tại vị trí sát cạnh sông Hồng, gần con đường di sản đang được tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng. Những năm gần đây, chùa Hoàng Xá ở thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã được quy hoạch tổng thể với diện tích khoảng 20.000 m2, sửa sang sân vườn và làm một số tiểu cảnh. Dù mới ở giai đoạn đầu của dự án xây dựng, nhưng chùa Hoàng Xá đã thu hút nhiều Phật tử và du khách đến chiêm bái lễ Phật. Chúng tôi là người xuất gia thì phải lấy cái giáo lý Đức Phật để mà quảng bá ra cho tứ chúng. Khi mà mọi người học được cái lời Phật dạy rồi thì mới tạo nên một cái tầm nhìn mà để hộ quốc an dân được. Thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hưng Yên đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào khai thác một số điểm du lịch văn hóa, tâm linh, phục vụ du khách như khu du lịch Phố Hiến, điểm du lịch Đền Đầu An, Đền Đa Hòa, Đền Phù Ủng. Các di tích được quan tâm trùng tu tôn tạo, tạo nên khuôn viên có vẻ đẹp trang nhã, có phần thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên đã đón trên 375.000 lượt khách du lịch, trong đó đạt 1.000 khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 200 tỷ đồng. Chúng ta quảng bá với du khách thập phương về cái truyền thống văn hóa đặc sắc của thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến của mình. Thứ hai là chúng ta phát huy những giá trị tốt đẹp ẩn chứa ở trong cái đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân để lan tỏa cái điều lành, điều thiện tới tất cả mọi người. Và thông qua đó thì chúng ta cũng thúc đẩy cho sự phát triển về kinh tế, an ninh, quốc phòng, rồi phát triển về văn hóa và các lĩnh vực khác để giúp cho Hưng Yên chúng ta phát triển hoàn thiện. Hưng Yên hiện có hơn 1.800 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Việc quan tâm đầu tư phát triển các khu điểm có khả năng phát triển du lịch tâm linh cùng với làm tốt công tác xúc tiến du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch tâm linh không chỉ góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển mà còn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch còn chưa đầy 2 tháng nữa, công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối phải hoàn thành để đóng điện. Thế nhưng đến thời điểm này, 3 gói thầu tại Hưng Yên vẫn chưa được đơn vị nhà thầu tập trung triển khai phần dựng cột và kéo dây, trong khi phần móng có 16 trên 34 móng cọc đã hoàn thành, đảm bảo chịu lực để tiến hành lắp đặt kết cấu thép. Ghi nhận tại móng cột điện số 299 tại thôn Phong Cốc, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào vào những ngày đầu tháng 4 vừa qua, hiện vẫn đang ở giai đoạn nhồi cọc. Đây là móng cột có tiến độ chậm nhất thuộc gói thầu số 65 đường dây 500 kV do Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Á trúng thầu thi công. Hiện tại cái vị trí 299 đây, cái móng cuối cùng của là gói 65 thì thực sự là rất khó khăn. Bây giờ cái móng này nó nằm ở giữa áo, nhưng mà là phải thi công nào vét bùn xong mới đổ xà bần, các vật liệu đã xong mới là đưa máy móc về. Dự kiến là 30 tháng 4 sẽ hoàn thành phần móng. Với 2 móng cột điện chậm nhất tại gói thầu số 67 do nhà thầu là Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang thi công, mặc dù vị trí thi công thuận lợi, giáp đường trục xã, nhưng lại được thi công sau cùng. Còn 3 cái phần móng cọc nữa thì Chủ tịch EVN đi kiểm tra hiện trường,
và có những chỉ đạo tại hiện trường. 15 tháng 4 này là phải hoàn thành tất cả các nguồn lực, cố gắng là đáp ứng theo cái tiến độ mà chủ tịch EVN đã chỉ đạo. Công ty cũng đang thực hiện các cái công tác hoàn thiện cái phần móng, và tiếp theo là cái công tác dựng cột kéo dây cũng đang bám theo cái tiến độ là 30 tháng 6 là hoàn thành đóng điện theo cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ giao. Trong số 16 móng bản đã hoàn thành phần đúc móng thì trên 1/2 số móng này tính đến ngày 2 tháng 4 vừa qua đã đảm bảo chịu lực để tiến hành lắp đặt kết cấu thép, nhưng đến nay cả 3 nhà thầu đều chưa triển khai lắp đặt cột. Hưng Yên có 3 gói thầu gồm số 65, 66 và 67. Trong đó gói thầu số 65 do nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Á thi công 9 móng, gói thầu 66 do Công ty Cổ phần Điện 4 Sông Hồng thi công 13 móng cột điện và nhà thầu Minh Quang thi công 12 móng. Mặc dù các đơn vị thi công đều khẳng định đảm bảo tiến độ công trình và đóng điện trong cuối tháng 6, nhưng hiện các phần việc còn khá lớn như 4 móng cột cuối phải ít nhất 15 ngày sau mới xong. Việc dựng cột kéo dây còn phụ thuộc vào thời tiết khi miền Bắc bước vào mùa mưa bão đang là trở ngại có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Hưng Yên triển khai điều chỉnh sắp nhập ở 5 xã phường gồm Quang Trung, Lê Lợi, Hồng Nam, Phương Triểu và Liên Phương. Trong đó điều chỉnh 0,05 km2 diện tích tự nhiên của thôn Phương Thông, xã Phương Triểu về xã Liên Phương quản lý, thành lập phường Lê Lợi trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng phường Quang Trung và phường Lê Lợi, thành lập xã Phương Nam trên cơ sở sáp nhập phần còn lại của xã Phương Triều và nguyên trạng xã Hồng Nam. Hiện nay, các phường xã đã niêm yết công khai các bộ tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri như hiện trạng, phương án sắp xếp, phạm vi tác động, thời gian tổ chức lấy ý kiến, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến. Các thôn tổ dân phố tổ chức hội nghị cử tri, tuyên truyền cử tri đến tìm hiểu, kiểm tra thông tin của mình trong danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường xã và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để chuẩn bị lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng của các tầng lớp cán bộ nhân dân. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần quan trọng để các dự án được triển khai, sớm hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Kim Động đã tập trung triển khai và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Năm 2024, huyện Kim Động thực hiện giải phóng mặt bằng tổng số 32 dự án với diện tích gần 400 ha, trong đó có 4 dự án khu cụm công nghiệp với diện tích gần 270 ha, gồm cụm công nghiệp Đặng Lễ, cụm công nghiệp Kim Động, cụm công nghiệp Chính Nghĩa và cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân. Đến nay, huyện Kim Động đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 23 ha của cụm công nghiệp Kim Động, 10,2 ha của cụm công nghiệp Đặng Lễ, đã tiến hành chi trả tiền cho gần 400 hộ dân có đất thu hồi thuộc hai dự án. Đối với cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân, huyện đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm đối với hơn 50 hộ dân chưa thực hiện giải phóng mặt bằng do các vướng mắc về thủ tục, nguồn gốc đất, hiện đang công khai phương án đến các hộ dân. Đảng ủy ban xã chúng tôi tập trung mọi nguồn lực để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và chi trả tiền cho người dân. Thì chúng tôi giao đặc trách cho đồng chí cán bộ chuyên môn địa chính xây dựng phối kết hợp với các cơ quan chức năng, và chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân từ trước để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ, làm sao cái đợt chi trả tiền là nhanh gọn nhất. Diện tích giải phóng mặt bằng còn lại gồm các dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và dự án đầu tư công có sử dụng đất với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là trên 120 ha. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Kim Động đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 40 ha, chủ yếu là các dự án khu cụm công nghiệp. Hiện huyện đang tập trung đôn đốc, phối hợp giữa các phòng ban với địa phương để đẩy nhanh tiến độ các bước kiểm đếm xác định nguồn gốc đất, đồng thời lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Tận dụng thế mạnh địa phương có vùng đất bãi trồng ngô, anh Dương Văn Xính ở thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đã tìm hiểu liên kết với một số cơ sở để thu mua ngô cho bà con, chế biến thành ngô tươi sấy. Nhận thấy hiệu quả thực tế và để đáp ứng đơn hàng lớn, năm 2020, anh Xính vận động một số hộ dân thành lập hợp tác xã Hưng Hà. Đến nay, hợp tác xã không chỉ hoạt động hiệu quả, ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
để sản xuất ngô nếp tươi sấy thơm ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hợp tác xã vận động các thành viên lựa chọn giống ngô nếp HN88 để gieo trồng. Đây là giống ngô có nhiều ưu điểm nổi bật như hạt ngô đều bóng đẹp, khi ăn có vị đậm. Đến vụ thu hoạch, hợp tác xã thu mua ngô tươi về bóc vỏ, tách hạt làm sạch sau đó chuyển đến xưởng chế biến tại thành phố Hà Nội để thực hiện công đoạn sấy ngô và đóng gói. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã thu mua trên 20 tấn ngô tươi và bán ra thị trường gần 10 tấn ngô sấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm được xuất bán chủ yếu cho các đại lý cửa hàng, siêu thị trong tỉnh và một số tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định với giá bán 120.000 đồng 1 kg ngô sấy, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hợp tác xã và tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Ngoài ra, bà con lao động còn được tận thu phụ phẩm như bẹ, lõi ngô về làm thức ăn cho đàn bò. Có đủ ngày không thì có thể mỗi tháng chúng tôi thu nhập từ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu. Hợp tác xã mua bán cũng rất là thuận lợi và còn đa số là bán cho Hưng Hà để làm cái nguyên liệu để phát triển cho hợp tác xã. Để chủ động sản xuất, phát triển bền vững, hiện nay hợp tác xã đã mở rộng nhà xưởng đặt mua các thiết bị, máy chế biến các mặt hàng nông sản sấy như ngô, chuối, mít với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành lắp đặt máy phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị sản phẩm, hợp tác xã đang phối hợp với ngành chức năng xây dựng sản phẩm ngô nếp sấy đạt sản phẩm OCOP. Bốn giờ 40 phút rạng sáng nay, tại tầng 8, tòa nhà M3.2, chung cư PH, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã xảy ra sự cố cháy từ phía ban công. Sự cố xảy ra tại căn hộ số 812, xuất phát từ ổ điện cắm máy giặt của gia đình. Sau đó, cháy lan vào máy giặt đặt ngoài ban công của cư dân. Chủ nhà đã phát hiện kịp thời, xử lý dập cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa di động và hô hoán mọi người hỗ trợ. Bộ phận bảo vệ và kỹ thuật của tòa nhà cũng kịp thời xử lý đám cháy, ngắt điện cục bộ, không để lan rộng. Đám cháy cơ bản được dập tắt ngay, không gây thiệt hại về người và tài sản. Cũng xảy ra vào cái lúc mà mọi người vẫn đang trong giấc ngủ, nên là cũng hơi bị động. May là do chúng tôi ở cư dân ở trong chung cư này thì đã được tập huấn rất là nhiều lần về phòng cháy chữa cháy, nên là chúng tôi cũng bình tĩnh khẩn trương tìm các cái thiết bị cứu hỏa dập cháy, thế là nhanh chóng là dập tắt được đám cháy và không để cháy lan ra các thiết bị khác. Hiện nay đã bắt đầu vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện và các thiết bị điện bắt đầu tăng. Để giảm bớt nguy cơ chập cháy điện, người dân phải thường xuyên kiểm tra, thay thế các đường dây, ổ cắm điện đang cũ nát, chắp vá. Các thiết bị điện dân dụng như điều hòa, máy giặt, máy sấy cần thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng và tính toán công suất sử dụng điện truyền tải các thiết bị một cách hợp lý, đặc biệt là ở không gian hẹp hay đông đúc như chung cư, nhà tập thể, dãy nhà trọ. Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó đã khám phá 115 vụ, 191 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, phát hiện xử lý 100 vụ, 115 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế tham nhũng, phát hiện 268 vụ, 379 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, 54 vụ đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.200 trường hợp vi phạm về cư trú, đã xử lý 4.473 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt số tiền gần 15 tỷ đồng. Bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc, đi qua địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.